giờ em có tiền gì hết trơn. Xe không chủ. Xe không chủ hả? Đúng rồi. Hóp đi chừng nào đó. Bên này. Xuống xét luôn. Hẳn giờ không có kiểu. Xuống xét mới được. Có người không đó? Không có đâu. Đi. Nhanh đi. Vô chiều ra anh em mình xuống xe luôn. Đi. Anh em mình vô luôn rồi. Em không quay lại. Đi. Vô. Chiều ra anh em mình vô. Anh lên đi. Đi. Ê, có người luôn nha. Má, nặng quá. Trời, nặng quá. Đang qua không nổi rồi. Hay là anh dẫn đi, em chạy em đi kiếm người phụ. Em kiếm người phụ ra. Đi vậy nè. Đứng nha. Anh. Lên rủ em đẩy chiếc xe cho anh. Cái gì cơ? Lên rủ em đẩy chiếc xe, em đẩy ra. Ở đâu? Đây, đây, đây. Xe gì? Xe của em. Đi. Xe này nắm. Dạ, đúng rồi, xuống tiếp. Cái dốc này đây ha, hai anh đẩy tiếp em đi. Hai đứa đây đẩy nha. Cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn anh. Rồi. Không có chìa khóa sao chạy vậy? Chìa khóa hả? Hả? Hai đứa đây. Đây anh có chìa khóa nè. Leo lên. Đâu ta biết đó. Hai đứa đi đâu? Mà đi đâu anh? Đi đâu anh? Hả? Leo, ngồi sát vô, dịnh anh chắc đi. Dạ, chắc nha. Rồi, để anh chở.